Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 7 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tiền Giang, đài Kiên Giang và đài Đà Nẵng. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ manh vlog1 một like, một đăng ký nha các bạn.